Đây tại chỗ cái hãng của mình làm nè. Alo. Đây là cái hãng mình làm. Ở đây là cái bậc kinh để đậu máy bay. Trong đây là một cái hangar nè. Một cái hangar nè. Bên đây một cái nè. Là hai cái. Bên này máy bay nó đi bớt rồi. Người rửa mấy cái đầu động cơ. Chiếc này nó mới vừa làm xong, nó mới vừa kéo ra ga ga bề ngang đến 90 mét. Đây là chiếc này mới vừa làm xong nè, nó kéo ra ngoài nó thử động cơ nè. Mới làm xong mới sơn luôn mà chiếc này chiếc 757 nè. Sơn màu trắng. Mới kéo ra nó thử động cơ xong rồi chắc cuối tuần nó đi. Màu trắng. Ga bên đây thì chiếc 707, chiếc này tiếp tế nhiên liệu mấy bạn, tiếp nhiên liệu trên không, tiếp cái này là nó chở xăng xong rồi nó bay ra mấy cái vùng thật là cao để nó tiếp cho mấy cái F-22, F-16, F-35 rồi đó. Nó tiếp nhiên liệu vô cho mấy chiếc đó, tại vì mấy chiếc đó nó chở bơm nhiều quá đi, cho nên cái nhiên liệu xăng nó ít. Cho nên mấy chiếc này nó phải bay trên trên không á, để những chiếc đó hết xăng là nó tấp vô mấy chiếc này là nó bơm xăng qua, nó đi tiếp, nó bỏ bơm. Đó. Này là chiếc của quân sự. Này hàng ra một cái, bên này nó chỗ qua bên kia luôn, bên đó một cái đó, hai cái. Thì chiếc bên này là của chiếc này mới ra, còn cái bên này thì chiếc này nó mới vô, đậu chắc cũng 4 tháng, 5 tháng á. Còn ở đằng đây thì mấy chiếc này cũ rồi. Ga nhưng mà cũ rồi, nó lấy đồ phạt để nó sửa mấy chiếc mới của nhưng mà không có bay nữa. Còn chiếc này là chiếc Naigo này là của cái ông đó, ông nói chung là tốn thời trang của bên Canada qua đây ông sửa rồi ông để đây rồi ông chưa đem về. Naigo giống như Naigo Kho vậy đó. Trong đây còn nhiều chiếc lắm nhưng mà mấy chiếc này đều cũ quá rồi, bỏ hết rồi, không có xài nữa. Này là 4 động cơ không nha. Này cũng 707, chiếc bên này cũng 707. Chiếc bên này 7400, chiếc này 7300. 300, chiếc này 707 3400. Bên này cũng 747 400. Chiếc này là Omega nè. Omega Air Refuel cũng tiếp xăng trên không, tiếp nhiên liệu trên không. Đó, chỗ hãng là vậy đó. Những chiếc này là cũ, còn ở bên đó là cái phi đạo đó, phi trường đó, để bay lên bay xuống cất cánh ở đằng đó là chỗ check in á. Hành khách vô ra chỗ đó. Còn đây là cái phi đạo. Ở chỗ đây nè mà trời mưa xuống nghe ếch kêu nhiều lắm, bữa nào ra đây bắt ếch một bữa nhiều ếch lắm. Nếu các bạn thích các bạn cho mình một like nha, cảm ơn nhiều, bye bye. Đây là toàn cảnh của cái hãng mình đây, mình ở miền đông nam của Hoa Kỳ nha. Nếu các bạn thích thì các bạn cho mình một like. Cảm ơn nhiều. Bye bye.